Xin chào tất cả anh chị đang theo dõi và lắng nghe video ngày hôm nay của Tường Gỗ Sứ Vĩnh Hồng bên em. Và rất là vui khi em gái được quay trở lại video và giới thiệu với anh chị nhà mình rất là nhiều những cái mặt hàng sản phẩm tượng gỗ phong thủy. Và đặc biệt hơn là trong video ngày hôm nay thì em gái lên sóng và mong muốn là anh chị nhà mình sẽ cùng thưởng lãm với em một tác phẩm ở bên em mới hoàn thiện xong. Và những chiếc mắt anh chị đang được thưởng lãm đó chính là hình tượng Ngài Quan Công với dáng thế ngồi rất là bệ vệ và ung dung phải không ạ? Tác phẩm được chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen vô cùng giá trị, với tổng chiều cao là 50, chiều ngang 30 và chiều sâu là 20. Và kính mời anh chị nhà mình cùng đi sát hơn vào tác phẩm để tìm hiểu một vài ý nghĩa phong thủy của tượng Ngài Quan Công, cũng như là nhìn ngắm và chiêm ngưỡng cái lối đục truyền thần của bên em được không ạ? Dạ vâng, và cái đặc tính này cũng như là cái chất gỗ chắc đỏ đen thì như anh chị nhà mình cũng biết rồi, cực kỳ là bền bỉ và làm trong tốt tứ đại cung mộc, một trong những dòng gỗ đắt giá cũng như là có giá trị bậc nhất hiện tại của Việt Nam phải không ạ? Và những dòng gỗ này được các bác đại gia săn lùng cũng như là tìm kiếm rất là nhiều. Và đi đến sâu hơn về tác phẩm thì anh chị có thể là ngắm nhìn này, đấy, cái đục khó nhất đó chính là thần thái cũng như là diện mạo của Ngài Quan Công để mà toát lên được một cái khí thế anh dũng này, hùng dũng như này. Thật sự là người nghệ nhân phải có tay nghề cực kỳ là cao, dày dặn kinh nghiệm của làng nghề Đông Giao thì mới có thể là phác họa chân thực và tái hiện lại hình ảnh của Ngài Quan Công chính xác nhất lên đến 98-99% phải không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy, anh chị có thể ngắm nhìn cho em này. Đấy, từ cái phần bộ râu này đến thần thái của Ngài rất là tuyệt vời anh chị nhá. Ngay cả cái bộ giáp phục mà Ngài đang mặc đây, những cái chi tiết như là hổ phù này hay cái phần đai này đục vô cùng là mềm mại và rất là thoát dáng luôn phải không ạ? Ngài Quan Công thì một tay đang cầm phong ấn này và thân mình của Ngài thì đang ngồi ngự dưới một cái phiến đá được bên em châm tỉa rất là kỹ càng luôn phải không ạ? Và em sẽ quay đến mặt phía đằng sau để chị nhà mình có thể là chiêm ngưỡng cũng như là thưởng lãm tứ diện của tác phẩm. Đấy, mặt đằng sau thì em thiết kế là đục tứ diện này, moi móc tỉ mỉ từng chi tiết và làm vô cùng là sạch sẽ. Đồng thời cũng đã bêu qua một cái lớp mỏng và vẫn khô ra được cái chất gỗ với màu sắc đỏ và đen đan xen vô cùng là huyền bí phải không ạ? Vừa rồi thì em đã quay đến mặt phía đằng sau để anh chị nhà mình cùng thưởng lãm này. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển đến cái mặt chính diện của tác phẩm để khi mà anh chị nhà mình hữu duyên với Ngài Quan Công ngày hôm nay thì thể là cân đối được không gian vị trí đặt đệm ở trong phòng khách của mình hoặc tại nơi làm việc vô cùng là hợp lý phải không ạ? Và như anh chị nhà mình cũng biết rồi, một Ngài Quan Công đấy, một cái vị tướng tài ba như này thì chắc chắn là tác phẩm này sẽ mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tuyệt vời, dân dạy con cháu đời nay và đời sau phải biết sống tu tâm tích đức và hơn thế nữa thì làm những cái điều có ích cho xã hội và có ý chí vươn lên trong cuộc sống này, trải qua những cái sóng gió thử thách và gian lao thì cũng luôn vươn mình lên để có thể là gặt hái được nhiều thành công và mang đến những cái điều tươi sáng trong cuộc sống thì không ạ? Và tác phẩm này thì em đang giao lưu với mức giá là 16.500.000 đồng, rất tuyệt vời cho một tác phẩm gỗ chắc đỏ đen giá trị như này phải không ạ? Anh chị nhà mình mong muốn được hữu duyên với bên em ở tác phẩm thì có thể là comment trực tiếp cho bên em bên dưới phần bình luận và liên hệ cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được bên em tư vấn cụ thể hơn ạ. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe hết video ngày hôm nay của bên em. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở những video tiếp theo ạ.